Vâng, quý khách đang thấy trên màn hình đây, chúng tôi đang quay trực tiếp trên tầng 5, khu trưng bày các siêu phẩm tranh gỗ của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng, quý khách hãy cùng xin quý khách bớt ra khoảng vài phút để theo dõi cái video clip này. Chúng tôi sẽ giới thiệu và review chi tiết về các cái mẫu tranh đang có trực tiếp ở tại showroom của đồ gỗ Thành Luân. Trên màn hình quý khách đang thấy chúng tôi có rất nhiều mẫu tranh Vinh Quy Bái Tổ này, Đồng Quê này, Đồng Quê này và Tứ Quý rất nhiều. Tại showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang có 3.000, rất nhiều các mẫu tranh. Đây, có tầm khoảng vài chục bức tranh. Đây, chúng tôi đi ở giữa hai khoang này, tranh gỗ của Thành Luân chúng tôi. Đấy, siêu đỉnh cao và đẳng cấp. Đấy, các bác có nhu cầu hãy về trực tiếp ở tại showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi ở tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi đang có rất nhiều các siêu phẩm, rất nhiều các siêu phẩm đang được trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Và chúng ta sẽ cùng với Thành Luân chúng tôi tham quan một vòng ở phía tầng 5 showroom. Và chúng tôi cũng giới thiệu sơ qua một số mẫu tranh và báo giá công khai mẫu tranh cho quý khách cùng thấy được. Điển hình như quý khách đang thấy đây là một mẫu tranh Đồng Quê, mẫu mới của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Kích thước 2m62, rộng 1m16, dày 8,5 phân. Đây, mẫu Đồng Quê đây, đục kênh bong moi móc do những người thợ tay nghề cao. Đấy, bức tranh này 2m62 x 1m16, hàng một khung. Chúng tôi nhấn mạnh là 1m16 nhưng mà nó là một khung, bởi vì cái ván gỗ của chúng tôi rất nhỉ to. Đấy, bức này Thành Luân chúng tôi bán với giá 80 triệu đồng. Các bác có thể kết bạn Zalo Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá và sẽ cho các bác cái giá thành nó hợp lý nhất. Và bức tranh này bằng gỗ hương đỏ Lào, 2m37, rộng 1m07, 2m37, rộng 1m07, dày 10 phân, bằng gỗ hương Lào nhé. Hương Lào, đây là mẫu tranh sen hạt siêu đỉnh cao đẳng cấp. Đấy, do nghệ nhân chế tác nhé. Đấy, và trên đây tranh Tứ Quý này. Đấy, và bức tranh này là tranh cầm kỳ thi họa. Cầm kỳ thi họa có kích thước 2m82 x 97, 2m82, rộng 97 và dày 9 phân. Đấy, do những nghệ nhân chế tác. Đấy, những khuôn mặt người nó cực kỳ là đỉnh cao đẳng cấp. Đấy, và các mẫu tranh Tứ Quý rất nhiều. Đấy, rất nhiều mẫu tranh Tứ Quý bằng gỗ hương. Đấy, như bộ này chúng tôi bán giá 23 triệu này, 42 x 1m27, 42 x 1m27, 23 triệu, dày 5 phân. Đấy, ở đây mẫu tranh Tứ Bình này rất nhiều. Đấy, 37 x 1m17, 37 x 1m17, dày 7 phân rưỡi, 37 x 1m17. Đấy, giá nó rơi vào 22 triệu một bộ. Đấy, giường rất nhiều, rất nhiều. Tiếp tục. Đấy, đây mẫu tranh Tứ Quý. Đấy, và tranh Vinh Quy Bái Tổ. Vinh Quy Bái Tổ thì chúng tôi giới thiệu đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2m57, rộng 1m20, 2m57, rộng 1m20 và dày 12 phân. Đấy, đục kênh bong, quý khách đang thấy đây, đục kênh bong nhá, đục theo lối 3D, đục rất kỹ luôn, đục theo lối 4D. 2m57 x 1m20 và dày 12 phân, 2m57, 1m20, dày 12 phân. Bức này Thành Luân chúng tôi bán với giá 120 triệu đồng. Đấy, và tiếp theo là bức Đồng Quê. Bức Đồng Quê tiếp theo là 2m57, rộng 1m33, dày 8,5 phân. Bức này chúng tôi bán giá 80 triệu đồng. 2m57 x 1m33 và dày 8,5 phân, 80 triệu. Đấy, đục kênh bong moi móc, đục đỉnh cao đẳng cấp Tứ Quý. Đây, bộ Tứ Quý này là Tứ Quý mẫu mới nhất. Cây tùng, cây mai và cây phù dung và cây hoa sen, 4 mùa xuân hạ thu đông. 47 x 1m27, giá 35 triệu, dày 7,5 phân. Rất nhiều. Tiếp tục Đồng Quê gỗ gụ. Kích thước bức gỗ gụ này có kích thước 2m52 x 1m33, dày 7 phân rưỡi, 70 triệu đồng. Và Tứ Quý 50 x 1m48, 27 triệu đồng. Gỗ hương đá, đục kênh bong. Hôm nay chúng tôi báo giá công khai. Và tiếp theo nữa là bức tranh Bách Điểu Triều Phụng, 2m90, rộng 1m25 và dày 10 phân. 2m90, rộng 1m25, dày 10 phân, gỗ gụ. Bách Điểu Triều Phụng do nghệ nhân chế tác, 150 triệu đồng. Đó. Tiếp theo là bộ Tứ Quý. Tứ Quý Mai Lan Cúc Trúc bằng gỗ hương đá, kích thước 47 x 1m27, dày 5 phân, 25 triệu đồng. Tiếp theo, tranh sen hạc 2m37, rộng 1m17, bằng gỗ hương đá của Lam Phi. Bức này chúng tôi bán giá 80 triệu, dày 10 phân, 2m37, rộng 1m17.
80 triệu. Tiếp theo, đồng quê. Đồng quê có kích thước 2m62 x 1m16 và dày 8,5 phân, 2m62 x 1m16 dày 8,5 phân. Bức này hiện tại chúng tôi đang có hai bức. Ở hai bức đây, đường nét thì quý khách chiêm ngưỡng này, đục kênh bong và mai móc, đục kênh bong, đục siêu kênh bong luôn. Đấy. Tiếp nữa, rất nhiều các mẫu tranh đang được trưng bày. Đây là ở tại tầng 6 của đồ gỗ Thành Luân. À, tầng 5. Đây tầng 5, đấy, cả giường cả tranh. Đấy, còn rất nhiều ở tầng 1 và tầng 2 chúng tôi đang bày rất nhiều các mẫu tranh. Đấy, các bác quan tâm hãy về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi. 0967110389 hoặc 0972770888. Hiện tại cơ sở chúng tôi có khoảng vài chục đến trăm, hàng trăm bức tranh, mẫu tranh khác nhau. Hãy về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để tham quan. Như vậy chúng tôi vừa giới thiệu ở tầng 5 của đồ gỗ Thành Luân.